Tu crepa, tu crepa, tu crepa. Tu crepa, tu crepa. Liên hạ. Sau khi kích động xúi dục các đối tượng phun rô bên trong và các đối tượng côn đồ manh động gây ra vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam, các đối tượng phun rô đang lưu vong tại Mỹ lại tái diễn trò tuồng cũ. Đó là tụ tập biểu tình để thu hút, đánh lạc hướng dư luận quốc tế hiểu sai về bản chất của vụ việc khủng bố nói trên và tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Đây là những hình ảnh trong video clip mà kênh VOA tại Hoa Kỳ đã tán phát, tuyên truyền xuyên tạc trên không gian mạng thời gian qua. Hình ảnh một nhóm người Việt lưu vong tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, trong đó có nhiều đối tượng mặc sắc phục thổ cẩm của người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, mang theo cờ phun rô, kéo nhau đi biểu tình ở thủ đô Washington với các pano biểu ngữ mang nội dung xuyên tạc kích động, chống phá đảng, nhà nước Việt Nam, vu khống trắng trợn chính quyền Việt Nam, đàn áp đồng bào dân tộc thiểu số ở quê nhà. Sau vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam. Nhóm người này còn lợi dụng truyền thông, cử người trả lời phỏng vấn để phủ nhận phun rô lưu vong ở Mỹ là tổ chức cầm đầu đứng đằng sau kích động gây ra vụ khủng bố nói trên. Đồng thời chúng lưu loa xuyên tạc, vu khống trắng trợn rằng chính quyền Việt Nam đã bắt bớ, tra tấn những người dân tộc thiểu số vô tội một cách tàn bạo, độc ác. Họ còn rêu rao chính quyền Việt Nam cướp đất đai, đánh đập phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và cả những người truyền đạo. Những luận điệu hành động của nhóm người này nhằm mục đích đồng lõa, cổ vũ cho những tội ác man rợ mà chúng đã kích động các đối tượng phun rô bên trong và các đối tượng côn đồ manh động gây ra, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ đó chúng mong quốc tế can thiệp vào Việt Nam theo kiểu cóng rắn cắn gà nhà. Sau khi thấy những hình ảnh và nghe những người đi biểu tình ở Mỹ vu khống xuyên tạc tình hình Việt Nam, lại chính là những người ở cùng buôn làng với mình đã bỏ trốn đi theo phun rô lưu vong từ nhiều năm trước, thì các mục sư, người dân ở Buôn Tara, xã Hòa Đông, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã rất bức xúc, phẫn nộ. Tôi cũng nghe là thấy rất là buồn. Tại vì chúng ta sống bây giờ là có đảng và nhà nước. Thực ra đối với người ấy đây, nếu mà không có đảng, không có nhà nước, đời sống chẳng ra cái gì hết. Xưa nay là bà con là lặn lội đi vào rừng, đi lượm trái cây, đi đào củ mài mà sống. Mà thứ khi đến giải phóng, bà con chúng tôi là được đảng nhà nước tạo điều kiện có đời sống, được làm công trường, được làm thủy lợi, được là làm ruộng, làm rẫy, có lúa gạo ăn, không ăn mì, không ăn củ mài nữa. Rất là sung sướng. Bà con được đi học, có bệnh viện, có nhà ở, nhà nước tạo điều kiện cho bà con. Nhưng mà ở đây là mình không hiểu vì cái tư tưởng của người đó là phản động, chống phá nhà nước để chia rẽ dân tộc. Điều đó là đáng phải là trừng phạt. Nói là người Kinh là lấy đất đai của người Ế Đê. Thực ra mình thấy đâu có đúng. Ở nước ngoài sao mà thấy được? Đi vào trong lòng thực tế mình thấy ở đây là nhà nước đang quan tâm cho đồng bào chúng ta. Cái luận điệu bọn phản động từ nước ngoài nó tuyên truyền kích động đồng bào ở đây chém giết lẫn nhau, điều đó là nhà nước đã truy bắt là xử lý là đúng. Các nước cũng đều là giống nhau, đã giết người là phải xử lý, không chừa mà ai. Mong nhà nước phải là trừng trị chính đáng để bà con chúng tôi là được yên tâm sinh hoạt, làm ăn, sinh sống. Qua clip đó là nói là đàn áp dân tộc, đàn áp phụ nữ, rồi không cho sinh hoạt, là tôi thấy đó là không đúng. Sự thật, chúng tôi sống ở đây, các hoạt động vẫn sinh hoạt bình thường. Họ nói trong đoạn clip thì họ có về nước đâu mà biết. Còn những người họ bắt bớ đó là có đi khủng bố, có đi giết người, kể cả những người mà có tham gia nhà nước mình có bắt thì cũng đúng theo tội thì họ mới bắt, còn không thì họ đâu có bắt. Cái clip đó là y soái tên thường gọi là Ama Bươm phát biểu như thế, nó không đúng, tại có về nhà đâu, có gần gũi dân ở đây đâu mà biết. Thực tế ở nhà nước thì có lo cho dân, như soái thì có về đâu, có giúp dân đâu mà biết. Soái có nói như vậy là kích động nhân dân, việc này là rất là sai trái hoàn toàn, nó không đúng với pháp luật của nhà nước. Những người biểu tình nói, tổ chức của họ không liên quan đến nhóm khủng bố ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam.
Nhưng hãy nhìn lá cờ họ mang theo khi đi biểu tình và lá cờ mà nhóm khủng bố mang theo khi đi gây án tại huyện Chư Quynh, thì ai cũng dễ dàng nhận ra chúng cùng là một tổ chức với nhau. Và đây nữa là lời thú tội của bị can Hờ Vinh Eban, tên thường gọi là A Mí Sần, một đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố trong nước, đã nói rõ chúng đã làm theo sự chỉ đạo của Imut Mlo cùng nhóm cầm đầu phản động Phun Rô hiện đang lưu vong tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Tên tôi là Hoi Iban, tên thường gọi là Mí Sần. Tôi đang sống ở Buôn Sút Mờ Đưng, xã Chư Xuôi, Chùm Ga, Đắk Lắk. Hiện nay tôi đang làm việc với Imut Mlo tại Mỹ. Imut chỉ đạo tôi quyên góp tiền mua súng hay là mua dao, vì thì mấy anh em học võ nên tôi mới đồng ý cho Imut, nói nếu không đứng lên thì làm nô lệ suốt đời, nên tôi thể động viên các anh em phải đứng lên đấu tranh vì đất nước, người của Edega. Nhận chỉ đạo của Imut Mlo, tôi kêu gọi anh em các huyện ở tỉnh Đắk Lắk đứng lên sẽ tự do. Từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2023, quyên góp được số tiền là 84 triệu cho Iyup, 60 triệu mà do 24 triệu đi mua tất cả là 11 khẩu súng R15 carbon CKC AK súng kíp là hoặc là đầu không biết này bao nhiêu nữa. Tôi đã giao từ huyện khác nhau hết. Trưa là ngày mùng 7 mission qua Bình Trung gặp thì anh em ở đó bàn bạc việc đánh chỗ Đắc Công á, nên mission nói thì kêu hết mấy người ở các huyện á, bây giờ ai có số thì gọi hết tham gia chiều nay hèn từ 8 giờ tối, tập trung hết đầy đủ không thiếu ai, khoảng từ 80 người hoặc mission về cho y chú chỉ đạo. Mission thì quay về nhà 1 giờ sáng, nói thì ra đánh nhưng mà đi thì xa quá. Bên tây đó là 3 cây số, rời nó sáng không đánh được nên quay về. Đến ngày mùng 8 là đến đó thì cùng đi 2 lần á, tới đó không đánh được nên mới quay về. Xong thì nghỉ ngày mùng 9, mình bắt đầu là ngày mùng 10 á, nó nghỉ lại nó đánh thì chỗ nào ủy ban xã hoặc là huyện, thì chỗ nào ít ít thì người lính á hoặc là cán bộ á, nên thì mà chú này, mà crew này nó quyết định đánh từ 2 xã. Nếu mà không bị bắt nữa thì hôm sau thì đánh xã Yak Phok, xong về đánh hết, xong nói thì đánh cả huyện Chư Quynh đến Krông Vôm. Nhưng mà hôm mùng 11 là công an đã phát hiện là bắt hết, nên nó khai giờ thì mình sân không biết đi đâu nên đi trốn. Mì Sân nó sợ nên công an bắt. Mì Sân nó gửi hết hình cả tiền cầm lá cờ á. Bên Mỹ cả 5 người Mì Sân gửi hết. Imut kêu ra Campuchia á, cho vượt biển cả Thái Lan á. Mì Sân nó không đi trốn nữa. Cho nên đó thủ cho nhà nước khoan hồng. Tôi thấy tổ chức của mình là rất tàn ác, giết nhiều người. Tôi rất hối hận công việc của tôi đã làm. Tôi đã khai toàn bộ sự việc. Tôi kêu gọi anh em đang ở trốn mau về trình diện khai báo, sau này nhà nước khoan hồng. Âm mưu phá hoại gây chia rẽ của bọn phản động Phun Rô trong vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam ngày 11 tháng 6 năm 2023 là đã quá rõ. Vì vậy, đồng bào ở các buôn làng Tây Nguyên và dư luận trong ngoài nước cần hết sức cảnh giác, đấu tranh phản bác và cùng tẩy chay những luận điệu xuyên tạc, vu khống trắng trợn của các đối tượng phản động Phun Rô lưu vong ở Mỹ.